Chào mừng các bạn đến với kênh Tự học đồ họa. Mọi ý kiến đóng góp và thắc mắc của các bạn xin vui lòng gửi về địa chỉ email đang hiển thị trên màn hình. Hoặc các bạn có thể add friends Facebook của kênh Tự học đồ họa theo địa chỉ facebook.com/support đồ họa. Tự học đồ họa sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Ok, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với khóa học Corel cơ bản và tôi là Dương. Thì chúng ta đã cùng nhau trải qua rất là nhiều các cái bài học liên quan đến sử dụng phần mềm Corel. Thì trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một trong ba cái cách tô màu chuyển sắc trong Corel. Đó là tô màu Photon Fill, hay là những người hay làm thiết kế với Illustrator nó gọi là Gradient. Tô màu Matte và tô màu bằng Blend. Thì tô màu chuyển sắc là gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu qua một chút về khái niệm đã. Thông thường thì khi mà chúng ta có một đối tượng như này thì chúng ta sẽ tô màu cho nó là một cái màu đơn sắc như vậy. Và bây giờ tôi không muốn cái đối tượng của tôi là một cái mảng màu đơn sắc như này nữa, mà tôi muốn nó chuyển từ màu này sang màu kia. Chẳng hạn như bây giờ tôi muốn có một cái đối tượng là nó chuyển từ màu trắng sang màu đen chẳng hạn. Thì rõ ràng là chúng ta không có cách nào để mà chúng ta sử dụng các cái màu đơn sắc này được. Vì vậy, cho nên là chúng ta sẽ quan tâm đến cái khái niệm đầu tiên trong tô màu chuyển sắc là tô màu Photon Fill, hay là còn gọi là tô màu Gradient. Thì tô màu Photon Fill được dựa trên cái nguyên tắc đó là sự hòa trộn giữa các cái đối tượng màu thông qua các thuật toán nhất định. Thì để gọi ra bảng Photon Fill thì chúng ta sẽ bằng cách là trong cái công cụ là Interactive thì chúng ta chọn này. Ở trên cái thanh công cụ, thanh điều khiển của chúng ta sẽ có một cái lệnh là Photon Fill hay là Gradient Color bên dưới này. Đó, chúng ta chọn nó. Thì mặc định của phần mềm, nó sẽ là cái màu tô chuyển sắc từ đen sang trắng như các bạn đang thấy trên màn hình. Để cho các bạn dễ hình dung thì chúng ta sẽ thấy này. Khi chúng ta sẽ có một cái đường thẳng nối giữa hai ô màu, ở phía bên trái là màu đen và phía bên phải là màu trắng. Và những cái màu khác còn lại ở trong đối tượng được tạo thành là được dựa trên cái sự chuyển từ màu sắc của hai cái ô màu này. Tất nhiên thì chúng ta có thể tạo thêm vô số các cái ô màu khác nhau. Tôi sẽ nói, lát nữa tôi sẽ nói sau. Và chúng ta sẽ quan tâm đến các kiểu tô màu chuyển sắc bằng Photon Fill trong Corel trước. Thì trong Corel nó hỗ trợ cho chúng ta nhiều hơn Illustrator một số kiểu tô màu. Thì trong Corel chúng ta sẽ có tô màu là Linear Photon Fill, Ellipse Photon Fill, Conical Photon Fill và Rectangle Photon Fill. Thì khi các bạn đọc tên thì các bạn cũng thấy nó rồi. Cái đầu tiên đó là Line, tức là chúng ta sẽ có cái hiệu ứng chuyển ánh sáng từ màu này sang màu kia theo dạng đường thẳng. Chẳng hạn như bây giờ tôi thay vì cái màu trắng ở đây là tôi thay sẽ nó bằng màu đỏ đi. Các bạn sẽ thấy này, nó chuyển từ màu đen sang màu đỏ đúng không ạ? Nó ở dạng đường thẳng như này. Còn đối với Ellipse Photon Fill thì có nghĩa là chúng ta sẽ có cái độ chuyển màu. Tuy nhiên thì cái màu sắc chuyển của chúng ta nó là chuyển theo dạng hình tròn hoặc là dạng ellipse, tùy thuộc vào cái hình dáng đối tượng hoặc là tùy thuộc vào cái việc chúng ta tùy biến cái công cụ tô màu chuyển sắc của chúng ta như nào. Đó. Cái tiếp theo đó là Conical Photon Fill. Thì đối với cái lệnh này có nghĩa là tô màu nón, hay là để mà chúng ta dễ hình dung hơn ấy, thì chúng ta có thể hình dung là nó giống như là cái việc chúng ta chiếu một cái đèn là vị trí ở tâm này với một cái mảng màu là cái điểm đèn, sau đó thì chúng ta chiếu ra nó có vô vàn các cái tia sáng tỏa ra xung quanh. Chẳng hạn như bây giờ tôi thêm một cái đối tượng màu ở đây này, chẳng hạn tôi sẽ thêm cho nó một cái màu xanh đi. Vậy đó, thì các bạn có thể thấy là khi mà chúng ta chọn như này thì nó sẽ có cái việc tỏa ra từ một điểm, nó giống như đây là điểm chốt nón, còn ở phía bên ngoài là cái vành của cái nón mà chúng ta hay đội vậy. Cái tiếp theo đó là Rectangle, tức là chúng ta sẽ có tô màu theo dạng hình vuông từ trong tâm ra. Đây, các bạn chọn này. Đó. Thì nó sẽ cho các cái điểm ở các cái vị trí góc của một cái hình vuông và xếp lần lượt. Đây, tôi sẽ thu nhỏ nó vào trong cho các bạn dễ hình dung này. Thì đây, nó sẽ cho các cái điểm vị trí màu này. Sau đấy đến màu xanh và màu đỏ trong cùng thì nó sẽ dựa trên cái phần đối tượng của chúng ta này. Và nó sẽ tùy biến cái khung bên trong là hình rectangle, tức là những cái hình mà hình vuông hay hình chữ nhật ấy,
Nếu như đây là một hình vuông nhỉ ạ, thì nó sẽ là hình vuông đối xứng như này, tỏa ra. Ngoài những cái này ra thì chúng ta sẽ có một số thứ mà chúng ta cần quan tâm ở trên cái thanh điều khiển. Nó bao gồm này, lệnh revert, tức là lệnh đảo ngược cái hiệu ứng tô màu. Vì ban đầu là chúng ta sẽ có màu đen ở phía bên ngoài và màu đỏ phía bên trong chẳng hạn. Khi chúng ta chọn revert thì cái màu đen nó sẽ vào bên trong và màu đỏ sẽ được chuyển ra bên ngoài. Tức là đảo ngược vị trí các ô màu ở trên cái thanh Fountain Fill của chúng ta. Một cái mà chúng ta thường hay phải quan tâm đó là cái bộ công cụ Segment. Thì với Segment trong này chúng ta có một số thứ bao gồm là Default. Default tức là cái chế độ mặc định của cái hệ tô màu chuyển sắc Fountain Fill. Cái bên dưới là Repeat and Mirror, tức là chúng ta sẽ có cái tô màu nhắc lại, lặp lại và đối xứng qua gương. Ở đây tôi sẽ thu nhỏ lại thì các bạn sẽ dễ hình dung hơn. Nhắc lại, nó tô màu nhắc lại có nghĩa là ở đây chúng ta có 3 màu bao gồm màu đen này, màu xanh và màu đỏ. Thì khi mà chúng ta có hiệu ứng chuyển này, tôi sẽ thu nhỏ lại một chút nữa cho các bạn dễ hình dung. Đây, chúng ta có một hiệu ứng chuyển như này. Thì các bạn sẽ thấy rằng là phía bên trong cùng là màu đen này, thì ra ngoài cùng là màu đỏ đúng không ạ? Thì nó sẽ lặp lại này. Màu đỏ, sau đến màu xanh rồi đến màu đen. Vì chúng ta vừa có cái việc tô màu lặp lại và vừa có cái hiện tượng đó là giống như cái việc chúng ta nhìn cái đối tượng của chúng ta qua gương vậy. Vì vậy cho nên là cái màu nào mà gần nhất với cái khung bên ngoài này thì nó sẽ được lặp lại đầu tiên. Ở đây chúng ta có màu đỏ sát với cái khung bao bên ngoài. Tôi sẽ phóng lớn lên cho các bạn dễ hình dung. Đây, màu đỏ là màu sát bên ngoài. Thì khi mà chúng ta soi qua gương đúng không ạ, thì nó sẽ lặp lại ở đây. Và sau đó màu xanh này, rồi đến màu đen. Và ở đây, nó lại xem ở đây là một cái đường giới hạn này. Và nó lại tiếp tục giống như cái việc chúng ta soi qua nhiều cái lớp gương vậy. Đó là về cái lệnh Repeat and Mirror. Cái còn cái lệnh Repeat, tức là cái lệnh lặp lại. Nó lặp lại, tức là chúng ta có màu đen này, sau đến màu xanh, rồi đến màu đỏ. Khi mà nó hết cái phần giới hạn của đối tượng, thì nó lại lặp lại đen xanh đỏ, đen xanh đỏ. Đó, tôi sẽ chọn cho các bạn sang cái phần này, các bạn dễ hình dung. Đầu tiên là màu đỏ đúng không ạ, sau đến màu xanh rồi đến màu đen. Và là nó lại tiếp tục lặp lại này, màu đỏ này, màu xanh này, màu đen. Đó, nó lặp lại liên tục như vậy. Thì đó là cái repeat. Còn cái lệnh smooth, tức là cái lệnh làm mềm. Đây, khi mà các bạn thấy này, ở đây chúng ta có cái màu đỏ và màu đen của cái phần đối tượng này, nó là một cái đường cứng. Thì chúng ta chọn cái sần smooth, có nghĩa là chúng ta sẽ làm mềm cái lựa chọn đối tượng của chúng ta đi. Đây, tôi sẽ chọn cho bạn xem. Nó sẽ mềm hơn. Chọn sang default này. Nó sẽ mềm hơn. Đó, các bạn có thấy nó. Cái giữa các cái ô màu nó sẽ có cái sự mềm hơn rất là nhiều. Lớn nó ra nhé. Để mà các bạn giữ đúng cái tỷ lệ mà các bạn co kéo của cái khung an toàn, cái khung mà giới hạn của phần tô màu, thì các bạn giữ cho tôi phím shift để các bạn kéo này, thì nó sẽ không bị lệch và nó giữ đúng tỷ lệ mà các bạn đã thiết lập từ trước nó. Đây, các bạn lựa chọn này, thì các bạn sẽ thấy là có cái độ mềm thay đổi giữa các cái độ chuyển của chúng. Rồi, ngoài cái việc chúng ta sử dụng cái bảng công cụ để lựa chọn các cái chế độ ra, thì với mỗi một cái chế độ như này, chúng ta sẽ có những cái cách điều khiển chung về mặt lý thuyết. Đó là chúng ta sẽ có cái sự điều khiển về màu sắc này, về số ô màu ở trên cái đường Fountain. Cách chúng ta đổi màu thì chúng ta sẽ có hai cách. Một là chúng ta sẽ đổi màu trực tiếp ở trên cái thanh Fountain Fill ở phía trên này, hoặc là chúng ta sẽ vào trong cái bảng Fountain Fill Edit của Color, chúng ta điều khiển. Để mà hiện ra cái bảng điều khiển thì các bạn sẽ click vào cái công cụ bên cuối này, đó là Edit Fill. Edit Fill. Thì trong cái bảng này nó sẽ hiển thị cho chúng ta một số thứ cũng giống như ở trên thanh điều khiển này thôi. Đó là bao gồm cái phần thai, tức là cái kiểu, bao gồm là đường thẳng này, ellipse này, nón này, và cái hình vuông, hình chữ nhật ở đây. Và ở đây chúng ta cũng sẽ có một cái số cái dạng giống như chúng ta vừa nói khi nãy. Phần revert bên này đó là cái độ chiều dài này, chiều cao, chiều dài, chiều cao so với cái đối tượng ban đầu của chúng ta. Đây là cái độ làm xiên và đây là cái góc nghiêng.
Tôi sẽ nói kỹ hơn khi mà chúng ta làm trên cái thực tế này. Tôi sẽ giới thiệu qua một chút. Đây là cái dụ thay đổi màu này. Khi các bạn muốn thay đổi màu một cái màu bất kỳ ở trên cái thanh fountain thì các bạn chỉ cần click vào đây này. Click vào cái phần mà chúng ta muốn thay màu. Sau đó các bạn di chuyển xuống cái phần nốt color. Các bạn click vào thì nó sẽ hiện ra cho các bạn một cái bảng. Thì trong này các bạn có thể lựa chọn hệ màu này. Lab hay là CMYK hay là RGB thì tùy. Các bạn lựa chọn, sau đó các bạn kéo này thì nó sẽ thay đổi cái bảng trên này. Ở đây cũng vậy, các bạn có thể lựa chọn này. Lựa chọn cái màu bất kỳ. Thì cái tiếp theo đó là cái phần transparency, tức là cái độ đậm hay là cái độ trong suốt của cái phần ô màu mà chúng ta đang được lựa chọn. Khi mà các bạn lựa chọn cái transparency ở phía bên ngoài, tức là chúng ta làm mờ cả cái đối tượng này. Còn các bạn chọn ở đây thì có nghĩa là nó chỉ làm cho làm mờ một cái ô màu bất kỳ ở trong đây mà thôi. Ví dụ như bây giờ tôi muốn làm mờ cái màu xanh này xuống tầm 50% đi, thì các bạn sẽ thấy này, nó sẽ có cái sự hòa trộn xuống màu nền, vì màu nền của chúng ta là màu trắng và màu ở đây của chúng ta là màu xanh này. Thì khi các bạn tăng lên tầm 50% ấy, thì cái màu xanh nó sẽ mất dần. Và nếu như các bạn tăng lên tầm 100% thì nó không còn tồn tại nữa. Thì tại cái vị trí này, được chưa? Còn cái tiếp theo đây là cái độ chuyển. Nó sẽ tương ứng với cái việc là cái ô màu chúng ta đang ở vị trí bao nhiêu phần trăm so với cái bảng fountain. Đó. Hai cái đầu tiên là cái đầu tiên nó là 0% này, cái cuối là 100% này. Còn các cái ở giữa này thì nó sẽ là bao nhiêu phần trăm đó. Chẳng hạn tôi muốn ở đây là 50 chẳng hạn, nó ở chính giữa, tôi sẽ điền 50 vào đây. Và nếu như các bạn muốn thêm một ô màu bất kỳ vào trong cái thanh fountain thì các bạn chỉ cần click đúp vào cái vị trí mà các bạn cần thêm thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta một cái ô màu để chúng ta thêm vào. Các bạn click này. Click đúp một lần nữa thì nó sẽ mất. Tôi sẽ thay cho nó một cái màu khác đi. Chẳng hạn tôi chọn màu vàng này. Đó. Đây là một số cái kiểu mà chúng ta có thể lựa chọn, nhưng mà thường là chúng ta sẽ để linear thôi. Phía bên dưới thì chúng ta không nên quan tâm nhiều. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ nói đến cái phần làm xiên và góc nghiêng của cái công cụ Fountain Fill. Thì hai cái phần này, cái phần làm xiên nó sẽ tương ứng với lại cái góc nghiêng ở trên này. Các bạn sẽ có cái thanh ở đây mà tại vị trí tôi đang trỏ trọt ở đây. Đó. Thì khi các bạn lựa chọn cái chế độ làm xiên thì tương ứng với các bạn kéo xiên cái này một góc bao nhiêu độ so với cái trục ngang OX này. Được chưa? Còn nếu như các bạn mà xoay cái trục OX này, cái thanh của Fountain Fill thì nó tương ứng với cái góc nghiêng ở đây, rotate của cái bộ công cụ Fountain này. Được chưa? Thông thường thì khi làm thiết kế chúng ta sẽ tiến hành điều khiển trực tiếp ở trên này. Một cái nữa mà chúng ta cần phải quan tâm đó là cái việc làm sao chúng ta điều khiển nhanh hơn thay vì chúng ta bật cái bảng Exit Color lên, bằng cách là các bạn sẽ điều khiển trực tiếp ở trên cái thanh Fountain. Thì trên thanh Fountain này các bạn cũng sẽ làm tương tự giống như các bạn điều khiển ở trong cái bảng điều khiển thôi. Khi mà các bạn muốn thay đổi màu này, các bạn click vào phần ô màu, sau đó nó sẽ hiển thị cho các bạn ngay một cái bảng bên dưới này. Trong này chúng ta sẽ có một số cái lựa chọn bao gồm là bảng màu, bóc cơ này. Đó, các bạn có thể kéo chọn bất kỳ một cái màu nào mà các bạn mong muốn. Hệ màu này, phần bút hút màu này, thì nó làm cái công cụ khá là hay. Nó hay hơn Illustrator hay là những cái công cụ vẽ vector khác ở chỗ đó là không chỉ là lấy màu ở trên cái vị trí bất kỳ trên màn hình làm việc của chúng ta, mà chúng ta có thể lấy ở cả những cái màu ở phía bên ngoài phần desktop nữa. Chẳng hạn như bây giờ tôi muốn lấy màu ở trên cái thanh tab 3 của máy tính này, tôi có thể lựa chọn được. Chẳng hạn tôi lấy màu ở chỗ cái phần mạng internet này đi, tôi click vào này, chúng ta vẫn có thể lấy màu vào ở trên nào. Cái thanh tiếp theo đó là show slider, tức là chúng ta sẽ điều chỉnh tự do cái hệ màu của chúng ta. Chẳng hạn như tôi đang lựa chọn hệ màu RGB là hệ 3 màu, thì các bạn có thể điều chỉnh màu bằng cách là kéo ở đây, nếu như bạn nào am hiểu về màu sắc và cái việc phối màu của chúng ta. Một cái nữa đó là view web, nó tương tự giống như cái bảng color docker thôi, cũng không khác gì nhiều cả. Cái cuối cùng đó là hiển thị cho chúng ta những cái bảng có sẵn để chúng ta lựa chọn. Đó là cơ bản về phần
tô màu Fountain Fill. Vậy thì ứng dụng trong thực tiễn của các cái này nó như nào? Trong thiết kế đồ họa bằng Corel hay là với bất kỳ một cái cách thiết kế đồ họa nào khác bằng Photoshop hay là Illustrator, chúng ta thường là sử dụng các cái màu, ví dụ là chúng ta có muốn có một cái màu nền này là màu chuyển sắc, hay chữ là màu chuyển sắc, hoặc là các đối tượng là màu chuyển sắc, thì chúng ta sẽ sử dụng đến cái phần tô màu Fountain. Tôi lấy một cái ví dụ. Bây giờ tôi vẽ ra một cái hàng rào chẳng hạn. Không, tôi vẽ cái đĩa CD để cho các bạn dễ hình dung. Chờ, vẽ một cái đĩa CD này. Tôi chọn Elite Tool, phím tắt là phím F7 này. Giữ Ctrl này. Để vẽ ra hình tròn được chưa ạ? Ở đây thì tôi sẽ bỏ chốc cho nó. Bỏ chốc đi bằng cách click chuột phải và tôi lựa chọn màu Fountain. Tôi cứ tạm thời tôi để màu này đi và chọn chế độ là Conical, chưa? Tạm thời tôi lựa chọn vậy. Và đĩa CD thì nó sẽ có một cái lỗ ở giữa. Thì các bạn sẽ lựa chọn cho tôi cái công cụ là Pick Tool. Các bạn giữ phím Shift này, thu nhỏ vào trong được chưa? Sau đó click chuột phải này để tạo thành một đối tượng nữa. Tôi để là màu xanh đi, được chưa? Tôi quét chọn cả hai đối tượng này. Ở trên thanh điều khiển tôi sẽ lựa chọn cái công cụ là Minute Flone, lấy trên cắt dưới được chưa? Và bây giờ tôi sẽ tiến hành tô màu thông qua hình thức là tô màu Fountain để mà tạo ra cái vệt sáng của cái đĩa CD này. Tôi lựa chọn này. Trong phần Fountain thì tôi sẽ có hai cách. Một là tôi sẽ vào trong cái bảng Edit Fill để tôi thay đổi màu trực tiếp ở trên đây, bao gồm là tôi sẽ lựa chọn các cái màu bất kỳ nhé, màu đỏ này, chưa? Màu này bên này thì tôi sẽ để là màu cũng là màu đỏ. Hai màu của hai cái này nó giống nhau. Tại sao nó phải giống nhau? Đây, tôi sẽ lựa chọn cái màu khác đi. Thì các bạn thấy là cái đĩa CD thì các cái phần màu nó sẽ là chuyển liên tiếp chứ nó không bị một cái lắc cắt ngang như này. Cho nên là chúng ta phải để hai cái màu cuối là hai cái màu nó giống nhau. Thì như vậy chúng ta mới có được cái hiệu ứng chuyển nó phù hợp với cái mong muốn của mình. Đây, các bạn lựa chọn cái hút màu này, hút trực tiếp của hai cái màu này với nhau. Được chưa? Ở giữa này thì tôi có thể thêm một số cái màu khác, chẳng hạn như tôi sẽ cho nó màu xanh đi. Đó. Bên này thì sẽ cho nó một số cái thì là màu vàng đi. Tương tự như vậy. Thì để cho dễ quản lý, tôi sẽ điều chỉnh trực tiếp ở trên cái đĩa của chúng ta. Đây, làm trực tiếp này. Các bạn có thể lựa chọn bất kỳ nào, cái màu nào mà các bạn mong muốn. Đó, bạn lựa chọn như vậy đi. Sau đó thì các bạn có thể lựa chọn cho tôi cái chế độ là Repeat, lặp lại, để mà chúng ta tạo ra những cái tia sáng nó dày hơn như này. Được chưa? Còn những cái phần tương tự ở phía bên cạnh này thì các bạn sẽ làm lặp lại thôi. Các bạn sẽ click này, sau đó các bạn thêm các cái ô màu để các bạn điều chỉnh làm sao cho chúng ta có những cái màu phù hợp. Đó, như vậy thì tạm thời như vậy. Thì đó là cái cách mà người ta để vẽ ra các cái đĩa CD. Ngoài những cái ứng dụng như này, chúng ta sẽ còn vô vàn các cái ứng dụng khác liên quan đến tô màu Fountain. Chẳng hạn như bây giờ tôi sẽ có những cái đối tượng là màu nền của các cái phần, một cái bản thiết kế banner hay là một cái background nào đó, thì chúng ta cũng sẽ thường xuyên sử dụng thôi. Ở đây, tôi sẽ lựa chọn cho bạn xem này. Tôi sẽ vào Edit Fill này, điền góc xoay ở đây là 90 độ này. Đó. Màu chẳng hạn như tôi muốn chuyển từ màu trắng sang màu xanh đi, thì tôi chọn Revert này. Phía bên trên phần màu đen này, các bạn chọn vào như này. Đó. Chẳng hạn các bạn sẽ thiết kế như vậy. Và sau đó thì các bạn điền hoặc là các bạn làm gì đó với cái đối tượng của chúng ta chẳng hạn.
Một cái ứng dụng nữa đó là chúng ta sẽ có thể tạo ra những cái đối tượng mô phỏng 3D bằng cái công cụ Fulton. Tôi lấy một cái ví dụ bây giờ, chẳng hạn như tôi sẽ có một cái đối tượng nó giống như kiểu là một cái khiên đi, hoặc là một cái đối tượng bất kỳ. Tôi sẽ vẽ cho các bạn xem này, tôi giữ Shift, giữ Control này, đó, chọn Pick Tool, thu nhỏ một chút vào, click phải này, như này. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn thấy là cái hiệu ứng khá là thú vị của các cái công cụ tô màu Fulton. Đây, màu bên này tôi sẽ cho nó là một cái màu tối hơn chút đi, bỏ này. Chưa? Đối với cái đối tượng bên trong này, Fulton, và tôi sẽ chọn revert nó lại như này. Và ở đây tôi cũng sẽ lựa chọn cái kiểu màu của nó là hơi đậm hơn một chút này. Phía bên này thì tôi sẽ giảm cái màu tối xuống như vậy. Thì các bạn thấy là cái phần đối tượng của chúng ta vừa tạo thành này, nó có một cái hình dạng của cái việc nổi hoặc là giá 3D. Ngoài ra Fulton Fill nó sẽ còn rất nhiều các cái ứng dụng khác, và tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo ra các sản phẩm cụ thể bằng màu tô màu chuyển sắc Fulton Fill trong bài học tiếp theo. Và bài học hôm nay tôi sẽ kết thúc ở đây, và rất mong là với những gì tôi chia sẻ sẽ giúp ích được các bạn trong quá trình các bạn học tập cũng như là làm việc của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo.